Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em lại có hạt mít này. Đó, nhà em là thánh ăn mít đấy. Đây có 2, 4, 6, 8, 10, 12 hạt thôi. Chỉ có 12 hạt mít thôi. Và bây giờ em sẽ luộc cái hạt mít ra lên, xem bóc vỏ ra, em sẽ làm bánh hạt mít nha mọi người nhá. Hôm nay sẽ làm bánh bông lan hạt mít đi. À, sẽ làm thử, lần đầu tiên làm thử xem nó thế nào nhá. À, xem có thành công không. Bánh hạt mít cả nhà yêu ơi. Ok, theo chân em làm nha. Hello, xin chào mọi người. Trong này em đập 4 quả trứng rồi mọi người. Đấy, sẽ làm một món mới mọi người nhé. Món ngon bà tình. Món bánh. Bây giờ em sẽ cho trứng, 4 quả trứng. Bánh bông trứng lên mọi người. Sẽ cho thêm 3 quả đường. Bánh hạt mít nha mọi người ơi. Làm bánh bông lan hạt mít. Chế biến các kiểu loại với hạt mít. Hôm qua trường em hỏi là bây giờ em còn làm bánh gì với hạt mít không? Và hôm nay kết quả trả lời là làm bánh hạt mít. Bánh bông lan hạt mít. Đây là món ngon mang tên bà tình mọi người nhé. Món bánh. Bánh hạt mít. Đây cả nhà ơi, bây giờ em đã cho vào đây là bột mì nhá. Bột mì này, hạt mít này và cơm nguội là cơm gạo lứt đấy, cơm gạo và cơm gạo đen nhá mọi người nhá. Đó, và bây giờ là em sẽ đánh đều lên. Cho một tí tẹo bột nở nữa. Đấy, còn đây là em sẽ bấm để đánh bông nó lên nhá mọi người nhá. Quay đều lên. Bột mì này, bột nở này, đường này, đặt trứng này, này. Thay đều nó lên. Món này đúng là độc lạ, chỉ mang tên bà tình thôi. Bánh hạt mít mọi người. Bánh bông lan hạt mít. Em cua một chút dầu cho nó nóng, cho nó vào trong cái nồi này mọi người ơi. Đó, xong để giữ ấm cho nó thật là nóng đi. Nóng cái nồi lên. Và bây giờ em sẽ đổ bột vào nhé mọi người nhé. Em sẽ đổ bột vào. Đây, đã đổ vào trong nồi đi mọi người ơi. Và bây giờ em sẽ đóng nắp lại nhé. Đóng nắp lại và em sẽ hấp cái này trong vòng khoảng 25 phút. 25 phút là được. Bây giờ em sẽ đóng nắp lại xem là tình hình nó sẽ như thế nào nhé mọi người nhé. Rất là hồi hộp luôn. Món này là món bánh hạt mít. Nhưng mà thực sự ra là em không có học hỏi ở đâu cả. Đây là công thức bà tình mọi người ơi. Công thức món ngon bà tình. Và em cứ làm thử như vậy thôi. Đó. Bánh hạt mít nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ đóng nắp lại thử xem là như thế nào. Và sẽ đun trong vòng khoảng 25 phút nhé. Ôi giời ơi, kiểm tra bánh hạt mít của tôi. Cha cha, nghe chừng có phải thành công đấy. Thành công đấy, để xem nào. Bây giờ nó đang nóng như thế này, mọi người ơi, không biết làm nào để em cho nó ra đĩa nhỉ.
Bây giờ là đi ngay cho cái bát này nhỉ. Cái xẻng xúc à. Là mình phải ụp lại rồi, em không biết làm nào bây giờ. Ôi chà chà. Một, ui ui, nóng quá. Hai, ba. Ui. Ui. Chết rồi. Nó bị sát mọi người ạ. Nó bị sát ở dưới đáy nồi. Nhưng mà rất là ngon. Nhìn có vẻ rất là ngon. Và bây giờ nó phải bị bệnh nó lên. Nó bị sát. Đó, ôi trời ơi. Dưới vàng ươm. Ngon chưa? Chín vàng ươm luôn. Nhưng mà ban nãy chắc là nó chưa được. Đó, mọi người thấy không? Bánh hạt mít của em. Chà chà. Lần đầu tiên thế này là khá thành công mọi người ơi. Đó. Nó không thành khuôn khổ gì nhưng mà nó cũng khá là ngon. Thơm quá. Rất là thơm. Bánh hạt mít Bà Tình. À, xin cảm ơn quý vị khán giả nha, đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog và món ngon Bà Tình. À, quý vị ơi, nếu như mà ai có hạt mít nhé, hãy làm thử như em đi. Lần đầu tiên em làm, lần đầu thì đường cầy nó chưa thẳng ngay mọi người nhé. Đấy, nhưng mà như thế này là đã đảm bảo có món ăn rất là ngon rồi. À, bánh bông lan của Bà Tình hơi bị xẹp nhỉ. Đấy, rất là ngon, rất là ngon. Thực sự ra ngay ngửi nó thơm lắm rồi. Thôi, xin chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị khán giả. Em phải chén thử luôn đây, thèm quá rồi. Bye bye.